Sau rằm tháng giêng, đội tàu đánh bắt xa bờ thành phố Đà Nẵng lại bận rộn chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến vươn khơi đầu năm mới. Bởi với họ, đây là chuyến đi có ý nghĩa quan trọng trong việc có được những hành trình suôn sẻ, thuận lợi bắt được nhiều cá tôm trong năm. Thế nhưng thời điểm này, số lượng thuyền sẵn sàng xuất bến vẫn còn ít, bởi chủ thuyền vẫn còn nhiều lo lắng, trăn trở sau những bất lợi. Thời điểm này hàng năm, xưởng của ông Nguyễn Văn Trung phải kêu thêm nhân lực hoạt động hết công suất. Thế nhưng năm nay công việc khá thong thả, sản lượng đá bán ra so với thời điểm này các năm trước mới chỉ đạt khoảng 60%. Nói chung là do giá dầu vẫn chưa ổn định cao, với là mấy năm vừa rồi là do nghề biển cũng khó khăn, làm ăn không có hiệu quả. Thì bây giờ một số tàu vẫn không có tiền đủ tiền dầu để đi ra khơi đánh bắt. Hơn 20 năm gắn bó với nghề đánh bắt xa bờ, đây có lẽ là khoảng thời gian mà ông Nguyễn Cam cảm nhận rõ nhất sự gian nan của nghề biển. Giá xăng dầu tăng đã làm cho chi phí chuyến đi tăng bình quân 50 triệu đồng. Lo được tiền xăng dầu, chủ tàu lại đối diện với vấn đề thiếu bạn thuyền thường xuyên. Người thôi dây, người thì kéo bóng, người thì sắp bóng, rồi người thì chắc đá, người thì đi máy. Thiếu một người là cũng không làm được. Cụ thể như thế nào thì trên cái tàu mình đi làm thì phải, ví dụ như mình đi 7 người là phải đúng 7 người mới được làm được. Có người nào việc nấy rồi. Bây giờ thiếu một người làm cũng không được. Đành phải neo tàu bờ để gọi, để tìm người. Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là do kinh tế nó phát triển, cho nên các cái con em của những người mà đánh cá trước đây họ có điều kiện để họ đi học nhiều hơn, và họ có điều kiện để họ chọn lựa những cái ngành nghề mà nó ít khổ hơn, ít nguy hiểm hơn ở trên bờ. Vươn khơi bám biển cũng đồng nghĩa đối diện với khó khăn, vất vả và hiểm nguy. Nhưng với người dân ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm khẳng định chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, các cấp các ngành cần có những giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ cho ngư dân yên tâm bám biển.